Tại em đang lên hang bò đít muối giao khách này cô chú chị. Còn đít muối ha. Đây, lạc ha. Hello, xin chào cô chú chị ha. Thì hiện tại em đang ở Ba Tri. Đó, để đang quán giùm anh chủ nhà ba con bò đực cô chú chị. Đó, trong đây thì hai con đực này khá tháng mấy tuổi nè. Còn con kia thì được lỡ lứa rồi ha. Con kia thì 9 tháng tuổi cô chú chị. Đó thì bây giờ em sẽ gửi hình ảnh về tất cả qua đực này cho cô chú chị xem. Đó thứ xem đeo của chú chị em xin like và đăng ký ha. Em xin trang lương bộ bánh tre em sống lúc 12 giờ trưa giờ giờ tối hàng ngày. Đó thì bà con nào mua một con hai con thì cái gì em đã tạo điều kiện em gấp xe cho bà con mình đổi tiền phí xe ha. Đó thì bây giờ em sẽ gửi hình ảnh về giá cả của ba đực này cho cô chú chị xem. Đó thì đó đây cô chú chị. Đó thì em hai con này vô một cặp ha. Đó thì con kia thì bán lẻ. Đó bò này thì khá tháng mấy, 7 tháng tuổi nè cô chú chị. Còn con đó 9 tháng tuổi, 9 tháng hơn 9 tháng luôn. Cái con bò lỡ đó là em đo chiều cao là 1m27. Đó, còn con này thì 1m19 nè cô chú chị. Còn con này thì 1m17, 1m18. Con bì này là 1m17, 1m18 nè. Nói chung thì nó thấy thước nó quằn tới quằn lu quá thì em cũng không phỏng, nó cũng ngang ngang con này nè cô chú chị. Đây thì giờ em sẽ quay cặp này trước ha. Đó cặp này thì lực lạc khỏi nói luôn cô chú chị, xương sắp thì to. Đó đó thì bà con nào muốn mua một cặp thì mua một cặp ha, còn muốn mua một con thì đây có con lực lỡ. Đó thì hai con này thì anh chủ nhà cũng bán giá là 40 triệu. Đó hai con này thì vô một cặp nè cô chú chị. Bò này thì 6 tháng mấy bạn, gần 6 tháng mấy tuổi rồi. Đó hai con này thì xương sóc to ha. Đó hai con này thì kiểu mẫu rất đẹp của chú chị. Nó đít nè. Đó thì anh chủ nhà cũng bán hai bò giá là 40 triệu. Thì chú chị nào muốn mua cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó anh nói cái giá 40 triệu thì anh còn thương lượng giúp chuyển tiền xe cho cô chú chị nè. Cô chú chị nào ở xa đó. Đây xương sóc là cô chú chị. Đó nói chung 12 con này là xương sóc cối luôn nè. Đó lực lạc ha. Nó gặp gì bao đầu thì đầu tuổi, hai con này thì đều đầu tuổi của chú chị. Mặt mày nè. Đó cái đồ quỷ miệng này thì nó ăn khỏi nói rồi. Đó mặt mày của chú chị thấy không, hai chân trước nè. Đó đít nở dài nở ha. Đó thì con này cao 1m19, còn con kia cao 1m17, 1m18 chú chị. Hai con kiểu mẫu rất đẹp. Đây lưng thì lưng đôi ha, đít nở nè, đít nở dài nở nè chú chị. Đó thì cô chú chị nào thấy muốn mua hàng bò này cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Hai con thì đều đột trụi của chú chị. Đó thì có cái con này nè. Con này cái giò trước bên đây, cái giò trái nó của chú chị. Đó, nó có dậm dậm cục bú, nhưng anh nói thì nó bị nhỏ lớn vậy ha, nó không phát triển nữa. Đó mấy anh đây nè. Đó chỉ nhỏ nhỏ à. Nói chung thì bú này chúng ta về bà con mình về cho uống pha muối gót đó, cho nó uống từ từ nó teo lại luôn cô chú chị. Đó nó hồi mới đẻ ra nó không phải là thấy nữa, nó té rồi sao nó sưng tới giờ luôn á. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng bò này cứ liên hai bò này cứ liên hệ xuống phòng để tình hình. Con này thì cấp mình khá đẹp ha, đầu thì đột trụi, hai con thì đều đột trụi tân cô chú chị. Đây con nào con ấy thì đít nở dai nở, cáp mình rất đẹp. Con này thì cao 1m17, 1m18 nè. Đó thì cặp bò này là ảnh bán là với giá là 40 triệu. Đó thì của chú chị nào muốn mua cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Con này lực bò không. Nói con nào con ấy thì cáp mình khá đẹp của chú chị, đít nở dai nở. Hai con này thì lưng đôi nè. Nói chung hai con này thì đều lưng đôi hết. Con bò này cái dai của nó bằng cái đít luôn của chú chị. Quay cho coi. Đó chú chị thấy cái dai của nó không, cái dai với cái đít nó bằng nhau luôn nè. Nó lực lạc ha. Thì nói chung thì bò này anh chủ nhà cũng nói là chứ có chích ngừa rồi, chim da nó cục rồi, bà con mình về khỏi chích lại. Đó tướng tá rất đẹp ha. Hai con này tướng tá cấp mình rất đẹp. Xương sóc còn nào con ấy thì to của chú chị. Chân cẳng nè, xương sóc rồi, muốn sò cùm đứng thẳng không ha. Đó xương sóc thì khá to. Này, cái lưng
Nói chung con này nè, con này cái dai của nó với cái đít của nó là bằng nhau luôn cô chú anh chị. Mặt mày nè, đầu đều tụi ha. Nè, cô chú anh chị coi cái dai cái đít nó nè, lưng thì lưng đôi ha. Cái dai với cái đít nó bằng nhau luôn. Đó. Đầu thì đầu tụi, hai con thì đều đầu tụi tên cô chú anh chị. Đó thì bà con nào mua thì hai con thì để em tạo điều kiện em sẽ gấp xe cho bà con mình đổi tiền phí xe ha. Đó, nói chung thì tỉnh nào em cũng gấp xe được. Thì bà con mình cứ ưng thì cứ điện cho em. Đó là em sẽ tạo điều kiện em gấp xe cho bà con cô chú anh chị mình đổi tiền phí xe. Đó, hai con này thì giá là 40 triệu. Thì anh còn thương lượng chút xíu tiền xe cho cô chú anh chị nữa xa đó. Này con này thì xương sóc hết nấu luôn cô chú anh chị. À, xương sóc to ha, móng sò cùm đứng thẳng, đít, đít hết đi cái đít rồi, lưng, đây còn con này, đó, con này thì cao 1m27, thịt này thì lứa bò của chú chị, lõi bò rồi ha, đó, bông bớm, con này thì chân móng hoàn thiện nè, không có bị ọt xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đó thì con này thì anh chủ nhà anh bán giá là 20 triệu 500. Này con này cao 1m27 nè cô chú chị. Đó chân móng thì cũng móng sò ha, xương sóc cũng khá to. Đó con này chiều cao nó 1m27, 9 tháng 9 tháng mấy bò rồi cô chú chị. Đó 20 triệu 500. Đó thì anh ấy cái giá 20 triệu 500 thì anh còn cũng còn thương lượng chút xíu tiền xe cho cái chú chị này ở xa này. Đó cao 1m27. Đó thì cô chú chị nào muốn mua bàn bò này cứ liên hệ số điện thoại để tổng hình, muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, thấy tin số chủ nhà cho cô chú chị mình điện trực tiếp ha. Đó thì em là kênh chăn nuôi bò Bến Tre, em phát sóng lúc 12 giờ trưa và 7 giờ tối hàng ngày. Đó thì bà con nào muốn mua bò vú béo, bò sinh sản vào hai khung giờ đó. Đây con này cũng dài đòn, tướng tá dài đòn này cũng như vậy. Các mình hết ăn không? Đó. Chỉ có giá là 20 triệu 500 mà còn thương lượng chút xíu từ xe nữa đó. À, lưng nè, thấy không? Thì nó nói chung thì nó cũng nói chung chủ nhà nuôi nhiều khi bỏ bê đó cô chú chị. Đó, nó cũng hơi thiếu thốn nha. Đây tất nhiên là đít nở dai cũng nở luôn á, xương sóc cũng khá to. Đó cao 1m27, giá là 20 triệu 500. Thì bà con nào thấy bò này cứ liên hệ số điện thoại để tổng hình, muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, nhắn tin số chủ nhà cho chú chị điện trực tiếp ha. Đó còn cặp này là giá là 40 triệu. Đó tại sao con này cao 1m27 mà cũng 20 triệu 500, con này cao 1m19. Đó. Con này cao 1m17, 1m18 luôn chú chị. Hai con này thì cấp mình rất đẹp. Nó ú bò ha. Tướng tá lực lạc. Đó. Con này thì đít nở dai nở nè, khỏi chơi luôn. Sân lưng của nó thì hết biết luôn của chú chị. Ừ, thấy không? Đó. Cái dài của nó lực lạc ha, cấp mình rất đẹp. Đó, hai con này thì giá là 40 triệu. Đó thì hình ảnh và giá cả của ba bò này em cũng gửi đến đầy đủ cho chú chị mình rồi. Thì cô chú chị nào muốn mua ba bò này cứ liên hệ số điện thoại để tình hình, muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện em, nhắn tin số chủ nhà cho chú chị mình điện trực tiếp em. Nó cũng bự thì giá là 20 triệu 500. Đó thì hình ảnh và giá cả của ba bò này em cũng gửi đến cho cô chú chị mình xong. Thì để bây giờ tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay. Rồi để tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay thì em gửi cô chú chị mình hình ảnh của một con bò xin ha, này cái mừng bô xin của chú chị. Đó con này thì liền một màu nè, màu đỏ mặt nè cô chú chị. Đó bò này thì khoảng 15 tháng tuổi ha, bò tơ. Đó thì chiều cao con bò này em đo là 1m33. Đó thì bò này bò tơ chưa rứt răng nha cô chú chị. Đây liền một màu nè, đỏ mặt luôn. Đó chân thì móng sò ha, xương sóc con này thì cũng khá to cô chú chị. Đây rúng nè. Đó liền một màu luôn, không lan không đốm ha. Đó thì cô chú anh chị nào muốn mua bò này cứ liên hệ số điện thoại em để tổng hình. Đây sẽ mặt nghiêm chỉnh này cô chú anh chị. Đó con bò này thì sẽ mặt sẽ lưng nghiêm chỉnh ha. Đó thì con bò này em bao cho cô chú anh chị mình sẽ mặt sẽ lưng nghiêm chỉnh.
Đó thì cô chú anh chị nào muốn mua con bò này cứ liên hệ số điện thoại em để trong màn hình. Đó, anh chủ nhà muốn bán con bò này giá là 23 triệu. Đó, bò này thì được 15 tháng tuổi cô chú anh chị, bò tơ. Qua tới đây. Đó, đây cô chú anh chị. Đó, con bò này không tàn không xương lớn ha. Đó, liền một màu đỏ mặt luôn. Đó, giá là 23 triệu. Cô chú anh chị nào thấy ưng con bò này cứ liên hệ số điện thoại em để trong màn hình. Đó, còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em xem tin số chủ nhà cho cô chú anh chị mình điện trực tiếp ha. Đó, bò này thì liền một màu đó mặt luôn, không lan không đốm. Đó thì bò này thì anh chủ nhà có chích ngừa viêm da nổi cục rồi thì về bà con mình khỏi chích lại ha. Đó, cấp mình con bò này rất đẹp nè. Đó, dậu yếm nè, thấy không? Đó. Cái loại xin thì nó không phải như ba bê đồ của chú anh chị. Nó găng găng bò nhưng mà nó ôm chữa vô nó sẽ phè bò ra ha. Đó này bò tơ mới 15 tháng tuổi. Ok, nó liền một màu đó mặt luôn. Đây quý chị. Đó, chiều cao là 1m33. Con lưng này. Đó. Qua. Tới. Tới con. Đó cái lưng này cô chú chị. Đó, mặt mày nè, không lan không đốm. Đó thì cô chú anh chị nào thấy ưng con bò này cứ liên hệ số điện thoại em để trong hình. Muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp điện cho em nhắn tin số chủ nhà cho cô chú anh chị mình điện trực tiếp ha. Đó, bô xin. Đây hai chân trước nè. Nó rúng nè, rúng nói chung bò này rúng thì cũng đúng chiền của chú anh chị. Đó, vú thì 4 vú ha, bò tơ. Đó được 15 tháng tuổi. Nó liền một màu đó mặt luôn. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng con bò này cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Nó giá là 23 triệu. Đó. Đó thì hình ảnh và giá cả con bò này thì em cũng gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình rồi, thì cô chú chị nào muốn mua con bò này cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó giá là 23 triệu. Chung giá này thì chốt luôn, không còn thương lượng nữa nghe cô chú chị. Đó, nói chung thì trước khi hình em cũng thương lượng xác giá cho bà con mình rồi. Nó này bò tơ cao 1m33. Đó, liền một màu ha. Con bò này thì màu đỏ mặt. Nó tướng tá rất đẹp không, cùng dạo nè, tướng tá dài đòn nè, thấy chưa. Đó thì em báo chiều cao đó, bà con mình đo chiều cao vô cái bức tường không có dách thì em thì mình hạo ra con bò nó chiều cao nó 1m33, cái thử độ con bò bị lớn. Nếu có ưng thì cô chú chị cứ điện cho em, còn không ưng cô ủng hộ em cũng được ha. Đó, tướng tá thùng dạo nè, đẹp thấy không, nó gu bạc ha. Đó thì hình ảnh và giá cả con bò này em cũng gửi đến cho cô chú chị mình xong. Đó thì cô chú chị nào muốn mua con bò này cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó giá là 23 triệu ha, giá này thì chốt không còn thương lượng nữa nha cô chú chị. Đó thì bà con này có mua một con thì con hay con thì có mua thì em tạo điều kiện em ghép xe cho bà con mình đỡ tiền phí ha. Đó thì hình ảnh về giá cả con bò này em gửi đến cho cô chú chị mình xong. Đó, bây giờ em xin kết thúc video ha. Xin chào cô chú anh chị.